CBS 150 nha. Lên đổ thêm 3 bánh và dàn thùng. Dàn thùng sau. Đó. Xe rất là ngầu. Xe này xe nhập nha. Xe nhập mua 2 bánh về mình cơ sở mình đổ lại 3 bánh nha. Vì sai có số dây đầy đủ. À, ngồi chưa? À. Thùng nha. Đó, phải mở cho cái thùng ra coi. Thùng này chở không được nhiều rồi đó. Đây, đó. Chưa, rất là bự. Những cái đam mê cứ alo cho mình nha. Những cái dòng xe và các loại hai bánh và làm thùng làm nói chung là theo yêu cầu của khách hàng. Và cái giá thì nói chung tùy theo xe nha. Không có cái xe nào giống như cái giá xe nào hết. Làm theo yêu cầu đó. Anh em đăng video để khách hàng biết mình là những mẫu xe lạ độc. Bây giờ mình chuẩn bị mình chạy thử nha. Mỗi dòng xe nó khác nhau. Đọc số điện thoại cho nên khách hàng cứ có xe thì cứ chụp hình gửi cho tôi và cứ liên hệ số điện thoại 0918534690. Quang chuyên chế độ xe ba bánh ở Long Khánh, Đồng Nai. Chúng tôi làm theo yêu cầu khách hàng, mẫu mã và thiết kế theo yêu cầu hết. Nên khách hàng cứ yên tâm và liên hệ mình và tư vấn mẫu mã và giá cả. Xe này khách từ ở Phan Thiết nè. Đăng cái này để cho khách hàng biết mình là những mẫu xe mới. Đây mình cũng kết thúc video nha. Để mình đăng.